Xin chào các bác, đã trở lại kênh của Đăng Quỳnh Channel. Hôm nay ngày 30/7/2023, lại tiếp tục báo giá heo hơi của thị trường Hưng Yên miền Bắc. Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm so với ngày hôm qua 1.000 đồng trên 1 kg. Do thị trường heo của Thái Lan cũng như Lào về rất nhiều nên giá heo trong nước giảm rất mạnh. Giá heo con chăn nuôi đang bán với mức giá 59.000 đồng trên 1 kg. Nhưng ngày hôm qua thì bán 60.000, hôm nay còn có 19.000 thôi. Nên bà con chăn nuôi lưu ý tiếp tục khảo giá và xuất đàn heo nhà mình, tránh tình trạng để nuôi sẽ thiệt hại về kinh tế. Do thời lượng video ngắn, em cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc các bác xem video vui vẻ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chúc bà con chăn nuôi sẽ có một mùa bội thu. Các